Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Thói quen bà khớp tay kêu rắc rắc, nghe vui tai nhưng có hại gì không? Phần lớn chúng ta đều có thói quen bà khớp tay nhiều lần trong ngày, và nhiều người khuyến cáo việc này sẽ dẫn đến đau nhức và viêm khớp sau này. Thông tin này có chính xác không? Ước tính khoảng 25-54% dân số thế giới có thói quen bả khớp ngón hoặc cổ tay. Đàn ông thường thực hiện nhiều hơn phụ nữ. Khi cảm thấy mỏi, tê cứng các bộ phận này hoặc sau khi làm một số công việc nào đó lâu, việc bẻ khớp khiến chúng ta thấy thoải mái, dễ chịu hơn và đặc biệt khi nghe tiếng kêu răng rắc, tanh tách rất vui tai. Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng thói quen này là xấu, dẫn đến đau nhức và viêm khớp sau này. Bẻ khớp tay có gây hại cho sức khỏe không? Dưới đây là ý kiến của chuyên gia. Tại sao mỗi khi bẻ khớp tay, bạn lại nghe tiếng rắc rắc? Khớp tay nằm giữa hai xương của ngón tay, chứa dịch khớp. Dịch khớp này là chất lỏng chứa nitơ và carbon dioxide, có tác dụng bôi trên vùng tiếp xúc giữa các khớp xương và giảm ma sát để hỗ trợ chuyển động của cơ thể. Khi bẻ khớp tay, tiếng rắc mà bạn nghe thấy thực chất là do các bong bóng nhỏ trong dịch khớp bị nổ. Tiếng rắc của bẻ ngón tay thực ra là bong bóng nitơ nổ trong dịch khớp của chúng ta. Tiến sĩ Robert, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Mỹ giải thích. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu lại cho rằng có một yếu tố khác có thể góp phần vào việc tạo ra âm thanh này. Theo đó, bong bóng không hoàn toàn vỡ ngay sau âm thanh này. Còn một nghiên cứu khác cho thấy âm thanh này do chất dịch khớp đổ vào khoang. Quá trình bẻ khớp khiến bề mặt khớp đột nhiên tách ra, không có thêm chất dịch khớp để lấp đầy khối lượng khớp, thì một khoang được tạo ra và âm thanh rắc rắc cũng phát sinh từ đây. Greg, giáo sư tại Đại học Alberta, Canada nói. Tại sao bẻ khớp tay mang lại cảm giác dễ chịu? Các nhà nghiên cứu cho rằng bẻ khớp tay mang lại cảm giác dễ chịu bởi khớp được kéo căng, kích thích dây thần kinh trong ngón tay. Ngoài ra, thói quen này tác động trực tiếp vào một bó gân gần khớp tên là Golgi, trên những dây thần kinh liên quan đến cảm giác chuyển động. Khi bẻ khớp, gân này được kích thích làm thư giãn cơ bắp xung quanh, khiến chúng ta có cảm giác thoải mái và dễ chịu. Thông thường, phải sau 25-30 phút kể từ khi bẻ các khớp kêu như vậy, bạn mới có thể bẻ lại được lần nữa. Bởi các hạt khí bong bóng này cần một khoảng thời gian nhất định mới hình thành trở lại như cũ, vì dịch khớp cần thời gian để bôi trơn trở lại trạng thái như cũ. Thói quen bẻ khớp tay gây viêm khớp không? Nhiều người đã đặt ra câu hỏi là liệu thực hiện thói quen này thường xuyên có phải là nguy cơ bị viêm khớp giảm thấp và các vấn đề liên quan hay không? Nhiều công trình đã chứng minh không có mối liên hệ giữa bẻ khớp tay và viêm khớp. Đáng chú ý là nghiên cứu được đăng trên tờ Journal of the American Board of Family Medicine. Trong 215 tình nguyện viên tuổi từ 50-89 được theo dõi, tỷ lệ người bẻ khớp tay và không bẻ khớp tay bị viêm khớp lần lượt là 18% và 21,5%. Do đó, các nhà nghiên cứu đã kết luận không đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân của viêm khớp là thói quen bẻ khớp tay. Một nghiên cứu thú vị khác do tiến sĩ Donald ở Mỹ lấy cảm hứng từ chính bản thân và gia đình. Ông dùng tay phải bẻ khớp tay trái ít nhất 2 lần mỗi ngày, nhưng sau 60 năm, bàn tay trái của tiến sĩ không hề có dấu hiệu viêm khớp. Còn bác sĩ Peter, trưởng khoa phẫu thuật tay và cổ tay tại Viện Rothman ở Philadelphia ở Mỹ nhấn mạnh, vấn đề bẻ ngón tay rất phổ biến, nhiều người nghĩ rằng thói quen này sẽ có hại. Nhưng thực sự thì không phải vậy. Thật ra, thói quen này có thể làm trầm trọng thêm thương tích có sẵn hoặc vấn đề có liên quan đến khớp. Do đó, nếu trải qua bất kỳ loại đau hoặc sưng bất thường nào sau khi bẻ ngón tay, cần bỏ thói quen này. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng việc bẻ khớp ngón tay sẽ làm tăng tính linh động của các khớp ngón tay. Nhưng hầu hết các chuyên gia khuyên bạn không nên bẻ quá nhiều lần vì có thể làm to ngón tay hoặc giảm sức cầm nắm. Mỗi khi mỏi, bạn chỉ cần cử động khớp qua lại nhẹ nhàng đến góc độ tối đa của khớp mà vẫn chưa gây đau, chưa tạo ra tiếng lào xạo là được.
13 thói quen tưởng tốt nhưng sự thật lại gây hại sức khỏe một cách đáng sợ. Mọi người đều biết rằng đi ngủ muộn và ăn quá nhiều là không lành mạnh, nhưng đôi khi ngay cả những thói quen vô hại nhất cũng có thể gây nguy hiểm cho cơ thể. Thứ nhất, che miệng bóp mũi khi hắt hơi. Chức năng chính của hắt hơi là loại bỏ vi khuẩn, virus và bụi bặm. Khi ngăn chặn sự hắt hơi, cơ thể không thể loại bỏ những thứ này. Toàn bộ sức ép sẽ bật trở lại, làm tổn thương đến thính lực, tăng huyết áp và thậm chí là làm tổn thương đến thực quản. Thứ hai, sử dụng tăm xỉa răng. Nha sĩ lúc nào cũng khuyến khích không nên sử dụng tăm xỉa răng. Nó rất có hại cho men răng và nướu. Việc sử dụng tăm không thể làm sạch miệng nên thay thế bằng chỉ nha khoa. Thứ ba, úp mặt lên gối khi ngủ. Mặc dù điều này có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái, nhưng lại khiến cho việc hô hấp gặp khó khăn, cổ ở vị trí không thuận, lưu thông không tốt và các đốt xương sống cổ cũng gặp nguy hiểm. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng cảnh báo rằng các nếp nhăn sẽ xuất hiện nhiều hơn và da mặt sẽ rất xấu. Thứ tư, bẻ hạt bằng răng. Hạt hướng dương rất ngon nhưng bạn chỉ nên tách vỏ bằng tay thay vì là dùng răng cắn. Các nha sĩ nhận ra những người thường xuyên dùng răng để tách vỏ hạt có răng bị tổn thương rất nặng. Ngoài ra, những người có vấn đề về túi mật cũng có liên quan đến thói quen này. Thứ năm, nhai một thứ gì đó cứng. Những người thích nhai bút, kẹp giấy và các vật rắn khác thường có vấn đề về men răng rất lớn. Đây cũng là lý do tại sao bạn không nên cố gắng mở chai, nhai hạt và kẹo cứng. Hơn thế nữa, bạn có thể bị nhiễm trùng vì những thứ đó chứa rất nhiều vi khuẩn. Thứ sáu, hoãn đi vệ sinh. Một game thủ trẻ tuổi đến từ Anh đã phải nhập viện sau 8 giờ chơi game không ngừng nghỉ. Ruột và bàng quang xương phồng khiến các bác sĩ nghi ngờ anh ta bị ung thư. Việc nhìn đi vệ sinh có thể dẫn đến làm tổn thương cơ quan tiết niệu và bị táo bón. Thứ bảy, gội đầu bằng nước ấm. Nước ấm rất tốt cho cơ thể, nhưng việc gội đầu hay ngâm người quá lâu trong nước sẽ gây đau đầu và chóng mặt. Bên cạnh đó, nước ấm sẽ kích thích tuyến bã nhờn trên da đầu, khiến tóc trở nên bết hơn. Thứ 8, chạm tay lên mặt và dụi mắt. Nếu thường xuyên chạm tay lên mặt, bạn sẽ bị mụn trứng cá rất nhiều. Nếu dụi mắt, bạn sẽ bị viêm kết mạc, một loại bệnh gồm gây ra ngứa rát và nhạy cảm ánh sáng ở mắt. Thứ 9, thường xuyên nhai kẹo cao su. Quá trình nhai kẹo cao su sẽ kích thích giật dạ dày. Vì vậy, không nên nhai kẹo trước bữa ăn chính. Nó có thể dẫn đến viêm dạ dày, thậm chí là loét. Nhai kẹo cao su có hại cho răng và ảnh hưởng đến trí nhớ. Mặc dù có thể khiến bạn tỉnh táo và tập trung ngắn hạn, nhưng nếu sử dụng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ. Thứ 10. Nằm đọc sách. Đừng để cuốn sách quá gần mắt. Đừng cong lưng và đừng căng cổ. Đừng đọc nằm nghiêng, đừng để sách trên bụng khi đọc. Sẽ rất khó khăn khi làm theo hết các quy tắc này, nhưng hãy nhớ rằng nếu thường xuyên nằm đọc sách, cuộc sống của bạn sẽ bị cong và các nếp nhăn trên cổ sẽ phát triển rất nhanh. 11. Liếm và thổi vết thương nhỏ. Các nhà khoa học từ Đại học Harvard đã tính toán hơn 600 loại vi khuẩn có trong miệng của con người. Trong số đó có vi khuẩn Staphylococcus và Streptococcus. Máu đông trên vết thương là nơi hoàn hảo để chúng sống. 12. Thì thầm. Nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học cho thấy hầu hết mọi người đều làm căng dây thanh âm của họ khi thì thầm. Điều này làm tăng nguy cơ thanh quản bị tổn thương. 13. Sử dụng điện thoại trong khi đi vệ sinh. Không chỉ là điện thoại mà báo chí hay sách vở cũng không nên được sử dụng khi đi vệ sinh. Việc ngồi trong nhà vệ sinh quá 5 phút làm tăng áp lực lên tĩnh mạch. Hơn nữa, việc những đồ vật này còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan vi khuẩn. Còn những dấu hiệu này hàng ngày, đi khám ung thư đại tràng ngay.
ung thư hay gặp đứng hàng thứ 2 ở nữ và thứ 3 ở nam giới trên thế giới. Đây là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 sau ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư gan. Theo các chuyên gia, cũng giống như nhiều loại ung thư khác, người ta cũng chưa biết được nguyên nhân gây ung thư trực tràng. Theo các nghiên cứu, thì trên 75-95% ung thư đại trực tràng xuất hiện là những người có liên quan tới yếu tố về gen. Theo đó, những người mà có bố mẹ và anh em ruột bị ung thư đại trực tràng thì khả năng người đó bị ung thư đại trực tràng cao gấp 2-3 lần so với người không có tiền sử gia đình bị ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, loại ung thư này nam giới thường hay bị hơn nữ, người lớn tuổi hay bị hơn so với người trẻ tuổi và sẽ tăng dần theo tuổi. Các dấu hiệu và triệu chứng. Ở giai đoạn sớm, ung thư đại trực tràng thường không có biểu hiện rõ ràng, chỉ về sau mới có các triệu chứng rõ ràng như đi ngoài ra máu, phân lỏng, phân lên máu như máu cá, đau bụng, vân vân. Ở giai đoạn 1, triệu chứng này còn đi kèm với các biểu hiện như chán ăn, mệt mỏi, sút cân, vân vân. Các triệu chứng của bệnh ung thư đại trực tràng cần lưu ý. Chảy máu ở hậu môn. Một trong những biểu hiện dễ nhận thấy nhất của ung thư trực tràng là tình trạng chảy máu ở hậu môn khi đi nặng. Do khi phân đi qua những khối u, chúng không chỉ gây đau nhức mà còn làm nóng rát, chảy máu tại khu vực đó. Vì vậy, bạn có thể phát hiện bệnh từ sớm nếu thường xuyên gặp phải hiện tượng chảy máu ở khu vực hậu môn. Đi đại tiện ra phân nhỏ. Nếu khi đi đại tiện, bạn thấy mình ra nhiều phân nhỏ thì đó cũng có thể là một triệu chứng cảnh báo bệnh ung thư trực tràng. Sở dĩ xảy ra điều này là vì có một vài vật cản trong quá trình bài tiết làm hình dạng của chất thải trong cơ thể bị biến đổi. Những vật cản này có thể là các khối u sưng hình thành từ phần cuối ruột già. Chảy dịch bất thường tại hậu môn. Khi gặp phải hiện tượng chảy dịch bất thường ở khu vực hậu môn thì đó là lúc bệnh ung thư trực tràng đã tiến triển đến giai đoạn nặng. Hiện tượng này thường xảy ra khi các khối u đã phát triển lớn và chảy nếp tới những mạch máu xung quanh, gây ứ động chất tại khu vực này. Sau đó, những chất dịch ứ động sẽ tìm cách tự thoát ra ngoài thông qua đường hậu môn nên gây ra tình trạng chảy dịch. Cân nặng sụt giảm. Các khối u trong ruột già cũng có khả năng làm xáo trộn nội tiết tố và các chất trong cơ thể, từ đó gây nên những vấn đề sức khỏe mà bạn không ngờ tới. Đặc biệt, cân nặng cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới những khối u ở trực tràng. Vì vậy, nếu không hề có ý định giảm cân hay ăn kiêng mà vẫn thấy cân nặng sụt giảm bất thường, thì bạn nên chủ động đi khám để biết có phải mình đang mắc bệnh ung thư trực tràng hay các bệnh ung thư nào khác. Nôn mửa thường xuyên. Khối u trực tràng chèn nếp các bộ phận xung quanh cũng có thể gây rối loạn cho hệ tiêu hóa, từ đó khiến bạn gặp phải tình trạng nôn mửa. Hiện tượng này cũng thường xảy ra khi khối u đã phát triển lớn, chèn nếp lên những bộ phận khác trong ổ bụng và gây cảm giác khó chịu cho cả khoang bụng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.